cài đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cài. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Để làm ra được hạt ngọc á, thì bà con của mình nhọc nhằn lắm. Từ cái thuở mà lúa làm đồng nè, cho tới lúa trổ rồi thu hoạch, tất cả đều chỉ mong một vụ mùa bội thu. Vậy nhưng sâu bệnh hại rồi cả thị trường bấp bênh nữa, làm cho bà con nông dân của mình nhọc nhằn thêm bội phần. Vậy nên để bắt kịp xu thế thị trường nâng tầm hàng ngọc Việt, thì những năm gần đây bà con nông dân đã nhảy bén hướng đến sản xuất hữu cơ GAP để hướng đến xuất khẩu. Vâng, và giống như câu chuyện canh tác lúa hữu cơ chuẩn 6S mà nông nghiệp sinh thái giới thiệu đến bà con ngày hôm nay. Nhưng trước tiên mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Nuôi chim khổng lồ nói không với bài nhảy, anh nông dân Hà Giang cứ bán một con thu hàng chục triệu đồng. Cho dưa hấu leo vàng, hiệu quả kinh tế vượt ngoài mong đợi. Xây nhà màng áp dụng hệ thống IoT trong nông nghiệp để canh tác ớt ngọt tại Lâm Đồng. Dưa hấu là loại cây trồng mà được nhiều nông dân mình chọn để mà canh tác. Nhưng mà để cho năng suất cao cũng như là hạn chế được sâu bệnh, thì thay vì cho dưa hấu nó bò trên mặt đất thì bà con mình lại làm vàng cho dưa hấu leo. Ở Đồng Nai á nha, có một anh nông dân học hỏi trọn vẹn kinh nghiệm này, không chỉ là áp dụng thành công đâu mà còn có sự cải tiến nữa. Hiệu quả kinh tế đem lại bước đầu mở ra nhiều kỳ vọng. Sau một thời gian canh tác bấp bênh, anh Hà Anh Thùy ở Long Khánh, Đồng Nai chuyển từ cây ăn trái sang trồng dưa hấu. Nhưng thay vì cho dưa bò dưới đất, anh làm vàng để dưa hấu leo và hướng đến canh tác theo hướng hữu cơ. Ý là mình trồng dưa vàng á, thì có thể là trái nó sẽ không to bằng dưới đất. Nhưng mà được cái là mình trồng được rất là nhiều cây. Nói chung là cái sản lượng vẫn cao hơn là trồng dưới đất. Thì quy trình chăm sóc thì nói chung là nó cũng đơn giản thôi chị. Nó cũng giống như em trồng chung với dưa lưới á, thì nó cũng quy trình nó cũng hầu như là nó như nhau thôi. Dạ, cũng không có là khó khăn lắm. Dạ. Với mô hình này, nước tưới và phân bón đều sử dụng chung một đường ống và chăm sóc tự động theo thời gian được cài đặt sẵn. Mỗi dây dưa chỉ chọn một trái đẹp nhất để đảm bảo chất lượng. Theo anh Thùy, trái leo trên vàng dễ kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh, phun thuốc ít và giảm chi phí sản xuất. Song song với trồng dưa hấu, anh còn xen kẽ trồng dưa lưới trong nhà màng. Dạ, đầu ra thì em cũng đang, em không có trồng đại trà. Ý là em trồng cũng theo cái lượng khách của vườn em á, thì em trồng thôi. Để ý là từ từ khi nào mà khách biết đến sản phẩm của mình nhiều á, thì bắt đầu em mới nhân rộng nó nhiều hơn. Dạ, hiện tại em chỉ trồng theo số lượng thôi, theo đơn khách đặt hàng thôi. Hướng phát triển tương lai thì em cũng muốn làm du lịch vườn á, cho khách tham quan rồi được thưởng thức dưa tại vườn. Mỗi ký dưa đang được bán với giá từ 30 đến 35 ngàn đồng một ký, cao hơn so với canh tác bình thường, nhưng lúc nào cung cũng không đủ cầu. Trừ hết chi phí, mô hình này mang đến thu nhập từ 45 đến 50 triệu đồng mỗi vụ. Anh nông dân này còn định mở thêm dịch vụ du lịch vườn để khách tham quan, qua đó khai thác tối đa hiệu quả kinh tế. Đà điểu là loài chim lớn nhất thế giới, nhưng mà chúng không có biết bay, chỉ biết chạy thôi. Và trọng lượng của một con trống thì khi mà lớn lên trưởng thành có thể nặng hơn 150kg luôn đó chị Tuấn Anh. Và thịt đà điểu thì cũng dần vào tận nhà hàng và được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được xu thế này thì nhiều nông dân cũng dần chọn đà điểu để nuôi. Nhưng mà cái khó lớn nhất ở đây chính là kỹ thuật. Và anh nông dân ở tỉnh Hà Giang sau đây phải bao bận trầy trật mới thu về được thành quả ngọt ngào nhờ mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương mình luôn sục sôi trong người chàng trai Lê Ngọc Tân ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Anh tự tìm hiểu cách nuôi thông qua sách báo, Internet. Sau 7 năm tích lũy kinh nghiệm, anh bắt tay vào cải tạo diện tích đất của gia đình làm chuồng 250m² nuôi đà điểu. Lứa đầu tiên anh mua 30 con giống với giá 2 triệu đồng mỗi con. Thức ăn chủ yếu là các loại cây, rau cỏ, phụ phẩm từ lúa gạo.
Sau một năm, trọng lượng trung bình mỗi con đạt 100kg. Đến nay, anh cho xuất chuồng 13 con với giá bán từ 250 cho đến 300 ngàn đồng một ký. Trừ hết các chi phí, mỗi tháng anh nông dân này thu về từ 15 cho đến 18 triệu đồng từ mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Anh Nguyễn Văn Minh Tú, giám đốc công ty Mai Khôi Farm tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho hay, ớt ngọt khi chín thường có 4 nhóm màu như đỏ, vàng, cam và sô-cô-la, vị ngọt, mùi thơm nồng nên được nhiều người ưa chuộng. Với năng suất hiện khoảng 200 tấn một hecta, cùng giá bán 60.000 đồng một ký, công ty có doanh thu đạt 12 tỷ đồng mỗi hecta. Sở dĩ trang trại đạt năng suất cao như vậy là nhờ công ty nghiên cứu đầu tư và phát triển hệ thống nhà kính hiện đại, cùng các công nghệ trồng và chăm sóc cây trồng với chế độ ưu việt nhất. Toàn bộ diện tích canh tác được trồng trong những túi giá thể sơ dừa, các túi được lắp đặt ống tưới nhỏ giọt nhằm cung cấp nước cùng phân bón. Ngoài ra, để quản lý vườn, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng đều được điều chỉnh thông qua hệ thống thông minh IoT. Nhờ vậy mà cây trồng phát triển tốt, năng suất cao. Chia sẻ về mô hình thì giám đốc trang trại ớt ngọt này mới nói là cái được lớn nhất là nông sản làm ra sạch, an toàn và hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Hiện tất cả các diện tích trồng rau củ quả thì Mai Khôi Farm đang áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và sẽ hướng đến chuẩn Global Gap trong thời gian tới. Vâng, và đây cũng là những tiêu chuẩn mà người nông dân Việt Nam của chúng ta đang hướng đến và những cánh đồng lúa ngày càng thêm xanh bạt ngàn như thế này cũng bởi sự nhọc lòng của bà con nông dân. Và giống như câu chuyện của nông dân tỉnh Kiên Giang, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp và mở rộng thị trường bán gạo sạch và xa hơn nữa là hướng đến xuất khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn gạo tôm chọn phân khúc thị trường hẹp, mở mũi trồng lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vốn còn nhiều tiềm năng. Để tìm cách thích ứng, những năm qua, nông dân nhạy bén chuyển đổi sản xuất theo mô hình một vụ lúa, một vụ tôm mỗi năm để thay cho canh tác hai vụ lúa một năm như trước đây. Đây là một cách quay lại mô hình canh tác thuận thiên, thông minh. Hiện công ty liên kết sản xuất, xây dựng vùng canh tác lúa tôm tại tỉnh Kiên Giang trên 560 hecta với 4 hợp tác xã ở huyện Giang Thành, huyện An Biên, huyện U Minh Thượng. Hơn 40 hecta sản xuất lúa đạt chứng nhận tiêu chuẩn USDA của Mỹ và phần lớn diện tích còn lại sản xuất hữu cơ theo mô hình lúa tôm, áp dụng quy trình kiểm soát theo tiêu chuẩn gạo an toàn của châu Âu. Cùng với sản phẩm gạo tôm sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn EU, trong 2 năm qua, công ty gạo tôm chọn sản xuất giống ST gạo tím hữu cơ giàu dưỡng chất đạt chứng nhận tiêu chuẩn của Mỹ. Vùng sản xuất được kiểm soát, giám định. Nông dân liên kết sản xuất được thu mua với giá 12.000 đồng một ký, cao hơn sản xuất bên ngoài khoảng 5.000 đồng mỗi ký. Từ định vị, xác lập vùng nguyên liệu sản xuất lúa hữu cơ, bán gạo sạch, đến tạo dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng điều kiện cần để mở cửa thị trường. Tất cả thì đều được nông dân và doanh nghiệp áp dụng một cách bài bản. Hiện tại thì công ty trách nhiệm hữu hạn lúa tôm còn sản xuất công bố ra 6 yếu tố hay còn gọi là 6S để tạo nên hương vị khác biệt gạo tôm. Vâng, và nói 6S á, nghe thì dễ nhưng mà cái này rất là kỳ công cho cả một quá trình. Ngoài am hiểu kỹ thuật quy trình ra thì ở đó còn có sự kiên trì, sự nhọc lòng và cả sự đồng lòng của bà con nông dân lẫn doanh nghiệp. 6 yếu tố gọi tắt là 6S tạo nên hương vị khác biệt gạo tôm gồm S1 là seed, nghĩa là hạt giống sử dụng cấp xác nhận giống ST24, ST25, ST-tím được cung cấp từ doanh nghiệp Hồ Quang để tạo hạt gạo thuần chất. S2 là soil, tức là trồng lúa trên vùng nuôi tôm một vụ lúa, một vụ tôm, thừa hưởng dưỡng chất hữu cơ từ nuôi tôm nên cây lúa khỏe, cơm thơm, dẻo ngọt. S3 là skill, nghĩa là kỹ thuật canh tác được chia sẻ trực tiếp từ kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ giống lúa thơm ST kết hợp với kinh nghiệm sản xuất lúa của bà con nông dân. S4 là standard, là tiêu chuẩn gạo tôm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của EU và tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, EU, Nhật Bản. S5 là storage,
lưu trữ lúa sau khi thu hoạch được sấy đạt độ ẩm 13%, đảm bảo bảo quản được lâu hơn. Sản phẩm gạo tôm được đóng bao bì, hút chân không, giữ được mùi vị và độ dẻo mềm của cơm. S6 là Sustainability, là sự bền vững gạo tôm luôn song hành với sự bền vững trong sinh kế của người nông dân, bền vững trong bảo vệ môi trường cũng như trong bảo tồn tự nhiên. Sau khi hình thành vùng sản xuất lúa hữu cơ từ những hạt gạo nguyên liệu đạt tiêu chuẩn thì công ty mới tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ để tạo ra dòng sản phẩm, đó chính là cơm dinh dưỡng ăn liền để tạo sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Công ty còn đang xây dựng tour du lịch nông thôn đón đưa khách hàng về tỉnh Kiên Giang để có thể là tham quan vùng nguyên liệu sản xuất nè, rồi mô hình con tôm ôm cây lúa, rồi được tham gia trải nghiệm bắt tôm, bắt cá, rồi thưởng thức những món ăn hương đồng gió nội ngay tại ruộng nữa. Qua đây thì khai thác tối đa hiệu quả kinh tế từ mô hình du lịch sinh thái này. Và đến đây thì bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật có trong nhịp sống ngày mới.